Việc gì không biết thì hay, còn việc thật mà không biết là tiêu thay mất hồn. Đó là mới khẳng định cho cái năm đó đó. Mèo kêu quá tính lao sao đến chừng rồng rắn, là năm Thìn, năm Tỵ đó. Máu đào chính ghê là cũng chết nhau, chiến tranh đó. Con ngựa là đá, con dê cũng khổ luôn. Khắp trong trần ngại nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào. Canh khuya gà gá, máu đào mới ngưng. Thì để nhị thế chiến thầy nói là nó có chứng minh rõ ràng rồi. Thì đó Nhật đảo chánh pháp rồi thì nửa năm Dậu là Nhật đầu hàng vô điều kiện. Vậy thì cái gì nó có rồi là chứng minh, còn cái chưa tới thì rồi đây nó sẽ tới. Nam mô A Di Đà Phật, Phật Tổ, Phật Thầy gia hộ cho con. Hôm nay có cái nhân duyên gặp cháu đến đây để rồi trao đổi cho đạo pháp. Vậy thì cái nhân duyên của chúng sanh, cái quả địa cầu này do bàn tay chúng sanh tạo ra. Rồi đến cái ngày hủy diệt cũng do bàn tay của chúng sanh hủy diệt. Vậy thì sớm hay muộn thì do cho chúng sanh tạo phước. Bởi vì Đức Thầy có dặn của đảng tu cầu đó. Hãy tu cầu thì tận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Rồi tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hí xã Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lợi là nàng nghe, cõi trần đừng đắm ngựa xe. Đeo tuồng mộng nguyễn lập đề sắc hương, tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật thái ương chẳng còn. Rồi tu cầu mới gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Rồi tu cầu mới thoát khỏi xích xiền giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Rồi tu cầu chống hết bên đau, gặp đời bình trị, siết bao nhiêu gì mình cầu thiết đi là hết chiến tranh. Mà niệm Phật nó tiêu được cái nghiệp đó. Vậy thì cái phước á, thì muốn mà sống lâu đó thì do nó cái phước. Vì thường khi ta nói phước là thọ phải không? Còn nếu mà phước ít á, chờ cõi âm thần binh sát dịch đôn, chờ mãn phước ra ta bẻ họng. Vậy thì cái quả địa cầu này do cái phước mà nó sống lâu hay là mau là chỗ ta hết phước đó. Vậy thì bây giờ Đức Thầy phải biểu mình bây giờ tu cầu đó. Cái phương pháp tu cầu là để ăn trên đó, ban cái phước lành cho mình đó. Vậy thì bây giờ mình mà khẳng định cái việc thiên cơ là không được. Không được là vì mình không có biết được ngày mai như thế nào. Còn Đức Thầy, Thầy biết à, thấy không? Ông Phật không biết hết thiên lý. Cũng như Đức Thầy á, như mình, như bất ai nói nãy giờ đó, là người ta khẳng định quá, phải không thầy? Bây giờ thầy cũng nói đoạn gì đó, bất ai, thầy nói là trong bá tánh, muốn nơi cao quý, phải tri tầm quyền quý nơi cơ. Từ thấm kinh cho đến thi thơ, trong chúng ấy nhiều nơi trọng yếu, đó là như thế nào vậy bất ai? Thì bây giờ Đức Thầy nói thiên cơ cùng tỏa trơn cho quá tánh tường nơi lao lý. Bởi việc gì không biết thì hay, còn việc thật mà không biết thì tiêu thay mất hồn. Đó là ông ba ông nói. Thì do vậy thiên cơ nói để cho mình biết. Mình biết để chi đặng rồi mình sợ, mà sợ ráng tu thiết à. Cũng như bây giờ nói trời chuyển mưa sắp tới rồi, bây giờ mình cào thiết thì cái người này sốt sắng là không bị mưa, không mắc mưa. Còn nếu mà lơ mơ đó ha, là mưa tới là ướt hết. Thì cái cơ tận diệt này cũng vậy, nó hết đời, nó diễn biến nhiều hiện tượng. Thầy nói là ôn dịch chết nè, rồi bệnh trời chết nè, rồi giặc giả chết nè, nước dâng lửa cháy, rồi tối trời tối đất, hùm tha xấu bắt thú dữ lộng hành, năm chèo nổi dậy. Nhiều cái hiện tượng, bởi vì thầy nói đời cùng rồi, nó nhiều cái hiện tượng lắm. Đó, thầy nói ngày lại ngày siết chặt giống nồi, khổ chứ thảm ngày nay có mấy. Ngày nay không có mấy rồi, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Đó. Đây rồi chiến tranh tới nó nhận nút một cái rồi đây nha. Rồi mình nó cũng như mà ba con rầy mà bị thuốc ba sa nó chết. Bây giờ ăn rồi làm vua mà thua làm giặc, giờ thua quá nó nhận nút một cái. Mà nguyên tử hạt nhân bây giờ tôi thấy trên khoa học của nó nha, 4 phần như vậy đó. Chỉ một phần thôi loạt quả địa cầu này tiêu hết, chết hết. Anh thấy là hồi đệ nhị thế chiến mà Mỹ nó luyện hai trái bom ngoài hải đảo Trường Kỳ đó, mà Nhật còn đầu hàng vô điều kiện. Mà tới bây giờ chỗ đó nó cũng không còn cây cỏ, không có cây cỏ lên nữa phải không? Đó, vậy thì bây giờ nó gấp trăm ngàn lần hơn hồi đó nữa. Đó. Thành ra bây giờ mình thấy cái thời kỳ này nó sắp tiêu bây giờ, mà tiêu là do bàn tay chúng sanh. Nhận nút với nhau bây giờ, thằng này nhận, thằng kia nhận, nọ nhận nữa rồi thì quả địa cầu này tiêu hết. Chứ đừng có nói không có. Bây giờ Đức Thầy nói vậy rồi mình bàn, rồi mình suy nghĩ coi có không? Thầy nói khắp thế giới bình lương cụ túc. Thế giới luôn binh lương cụ túc, binh là binh lính, lương là lương thực, cụ túc là súng đạn. Mà bây giờ mình coi Biển Đông coi,
phải không? Ukraine này kia với Nga bây giờ nó cũng làm hoài nhau đó. Đó, thành ra bây giờ mình thấy ngoài đây là hồi đầu tiên là nó nhỏ, nhưng mà đằng này binh đằng kia binh binh riết rồi tới ngày dậy lên. Bởi vì cái cơ trời đã định rồi, nó hết cái thời kỳ của hạm ơn này đó, thì nó diễn biến cái phước của chúng sanh nó hết rồi tới ngày tận diệt. Mà Đức Thầy đã khẳng định rồi, cái lý tam ơn này phải là cùng. Như cái tuần hát mà ba màn tới cái màn chót này phải giảng chứ không có thêm nữa. Nhưng mà lâu với mau là do nơi cái chỗ mà kép nó trì quẩn. Vậy thì bây giờ đó, Đức Thầy đã khẳng định cho mình bây giờ cái đời này nó vậy đó, cho nên thúc mình phải tu riết. Tam tai là cái đó là nó như thế nào vậy bác hai? Tam tai là của ông nào nói? Không biết chứ, còn tam tai là ba, nói ba, tam là ba, ba cái tai ách. Tai ách của trời, tai đất, tai ách của đất, rồi tai đất của người, là ba cái. Lại người thì chiến tranh, rồi đất thì sụp đất, động đất, trời thì lửa cháy này kia, rồi bão tố, thành linh. Nó nói còn đây nữa, rồi đây bão tố thành linh, sập nhà, sập cửa rồi mình ở đâu nữa, rồi nước dâng nữa, phải không? Thành ra thì chỗ đó nó nhiều cái tai biến nó xảy ra đó. Vì Đức Thầy nó cảnh áo não, kể sao cho xiết, nói vậy mà còn không hết. Nói chứ đừng nói vậy mà không có. Thành ra thì chỗ đó mà ổng nói là nhất định phải có, sớm với muộn thôi. Vì cái tâm phàm của mình đó thì giờ mình không có khẳng định ngày, không có vàng, nhưng mà nhắc lại được. Bây giờ thầy nói năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ rốt cuộn, thì cái này mình nhắc lại thôi chứ mình không có bàn mẹo nào. Vậy đi. Bây giờ thầy nói trong đó một giáp hay là con giáp. Một giáp thì thí dụ 61 năm, mà con giáp là 12 năm. Nó đảo lại một cái. Nhưng mà bây giờ đâu có biết, vì nó mùa hạ năm dê chưa, nữa. Nó nói năm mùi đó. Nói chừng năm mùi bá tánh biết thần, cái ông kia ông nói đây tới năm mùi mà không có nghỉ tu. Ông nói ông tu tại sao nghỉ năm mùi. Rồi thầy mấy bà làm bài cỡ đó, mùa hạ năm dê chưa, nữa còn nữa. Rồi nó cái phà mình làm sao không biết được, phải không? Cho nên thôi bây giờ mình lấy cái đó để mình sợ để mình tu riết. Mà tu riết đi chứ tôi cũng như tuổi tôi đang biết còn sống mấy năm nữa, phải không? Vậy thì tu riết để chết đây nè, đã bí bây giờ, chờ cờ đã thắt rồi, chờ nước chiếu nữa là bí rồi. Hoặc là chinh bóng xế về tay, 50 tuổi là đứng bóng. Mà bất hai bây giờ mình còn tham sân si nóng giận gì đó, mình cũng còn đang tu ăn thôi cúng lại niệm Phật gì đó, rồi có được gì không bất hai? Được nha. Bây giờ thầy nói khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, hãy có tu là được. Cũng như bây giờ có cấp sách đến trường, mặc dầu không có học, không có đậu đại học hay là kỹ sư, bác sĩ kỹ sư, nhưng cũng biết chữ. Thì kỳ này đã giải hết tiên phàm ma quỷ súc sanh, hãy có tu là được hưởng hết. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật á, là để gieo duyên Đức Phật Cây Đà. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Vậy thì niệm Phật là cái nhân, mà nữa được chết về được cái cực lạc là cái quả. Hoặc là ao sen báo Tây Phương đua nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Vậy thì niệm Phật đây là cái nhân, vì Đức Thầy nói niệm Phật mà gây lấy thiện duyên. Vậy thì niệm Phật là cái nhân, là cái gieo đó, mà bỏ cái thân xác này, cái linh hồn nó bay về nhập vô thai sen là cái quả. Hoặc là cái linh hồn về cực lạc là cái quả. Vậy kỳ này là cái kỳ pháp môn tịnh độ, là đối nghiệp giảng sanh, hãy có nguyện là có gieo duyên, cũng như có mua vé đó. Cho nên bây giờ mình rủ nhau niệm Phật đi. Còn cái bổ nguyện của Đức Phật Cây Đà đó, thì cái nguyện 18 đó, chúng sanh nào khi lâm chung niệm danh hiệu của ta từ 1 đến 10 thì ta sẽ rước người đó về cực lạc. Vậy thì cái này cũng là tự nguyện độ, rồi hộ niệm độ. Còn bây giờ nếu mà cái người chết đó, thì nó có 3 cách độ. Cái người nhất tâm tín nguyện là cái người này như ăn chay cúng lại niệm Phật là nhất tâm, là một tâm. Cái ông này phát nguyện tu, cũng như tôi bây giờ đó, đã phát nguyện quy mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Vậy thì cái này đã phát nguyện rồi, mà mua vé đâu thì phải đi đó.
cũng như Đức Phật Thích Ca. A Nan hỏi Đức Phật Thích Ca vậy chứ người chết gì đâu Phật, hỏi ngang gì à? Đức Phật nói nè A Nan, ngươi hỏi ta giải cho ngươi nghe, cái người đạo á thì chết theo cái nghiệp, còn người đời chết ở cái người đạo chết theo cái nguyện, còn người đời chết theo cái nghiệp. Vì cái nghiệp nó mạnh, nó hút mình cũng như đá lâm châm vậy đó, thương nhà tiếc của, tiếc vợ tiếc con gì đó thì nó đầu thai trở lại. Còn bây giờ nếu mình niệm phát nguyện rồi thì đi về cực lạc chứ không gì đâu. Mình mua vé hồ sơ thủ tục đó rồi. Thì bây giờ nói về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là có nguyện hết. À, nay con nguyện quy mấy ngày tu hiền theo Phật. Vậy thì ông mua vé đâu đi đó. Nói vậy thì cái người bây giờ mà phát tâm tu thì nhất định là về có Phật, không có rớt xuống địa ngục. Bởi vì hồi trước đó ha, chết đó thì cái linh hồn ra khỏi xác rồi xuống dưới địa ngục, quỷ vô thần dắt xuống diêm đình. Còn khi mà Đức Thầy tôi nói, Đức Thầy mà mở cái đạo tới giờ nó hen chết, ít có rớt xuống địa ngục. Là vì có niệm Phật và có nguyện. À, cho nên niệm Phật mà gây lấy thiện duyên thì cái người mà có niệm Phật này đó thì không có xuống địa ngục. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật đó, nó tiêu được 84.000 cái nghiệp. Dạ, Bác Hai nói hay quá, tại vì có nhiều người nói cái gì Bác Hai. Nói là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống thiên đình, sổ sách kia tội phước đình phạt chứ thưởng hai đường to gõ, nghĩa là ông nói là ai cũng xuống dưới hết trơn, nghĩa là sao cũng xuống hết trơn, không có hẳn xuống hết trơn. Vì sao cái nghiên cứu của tôi đó, thì từ khi mà trước mà cho tới Đức Thầy ra đời đó ha, chết là xuống địa ngục, còn không đầu thai lên, đầu thai về làm người hoặc là đầu thai cõi trời, phước nhiều tiên cảnh đó. Còn hồi trước mà chết là xuống địa ngục, vì Đức Thầy khẳng định rồi, khi nhắm mắt còn liệt khỏi xác quỷ vô thường dắt xuống diêm đền, sổ sách kia tội phước đinh ninh rồi phạt chứ thưởng là hai đường tỏ rõ, phước nhiều thì tiên cảnh mà tội nhiều thì xa lạ. Nhưng mà khi Đức Thầy mở cái đạo rồi đó, tới giờ là xuống địa ngục ít lắm, không có. Theo tôi nghiên cứu á. À, bởi vì Thầy nói ước tâm họ nhẹ mình có cánh hay có nguyện là Đức Phật đem về hết. Để Đức Thầy nói sau này đó, tín đồ tôi đắc không có số đếm. Là có nguyện tới là xuất sanh mà nó còn có niệm Phật được, nó cũng vãng sanh được. Chứ nó đâu có đi đắp đường bồ lộ bắt cầu gì đâu. À, con thú á. À, vậy thì làm sao nó vãng sanh. Nhưng mà kỳ này ma quỷ xuất sanh đều được về hết. Vậy thì kỳ này theo tôi đó, thì khi Đức Thầy mở cái đạo tới giờ đó, là ít có xuống địa ngục, có tội ngỗ nghịch này kia, làm Phật máu ra chân này kia, ra chân máu Phật đó, được cha mẹ này kia đó, bất hiếu đó, thì cái tội này nặng là đã xuống địa ngục. Còn khi Đức Thầy ra đây tới giờ tôi thấy đa số niệm Phật, ít có ai không niệm Phật, mà hãy có niệm Phật là có gieo duyên với Phật, mà có gieo duyên với Phật thì không bao giờ rớt xuống địa ngục. Hay quá. À, vậy đó. Con tưởng đâu là cái ấy rồi, thấy Thầy nói gì chết rồi thì phải đi xuống địa ngục hết. Không, không có xuống. Theo tôi thì kỳ này không có xuống. Thì kỳ này được Đức Thầy đem lên hết. Rồi chừng đó đó ha. Trên đài cao gọi các linh hồn về. Bây giờ từ cái ngày Thầy mở đạo tới giờ chết đó, Thầy đem về hết. Đặng thưởng, phạt, rồi phân ngôi, phân thứ. Đó, cái người mà đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ, còn gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, còn có trách nhiệm khi mà Đức Thầy đó, lập cái đời lại đưa Đức Minh Vương lên ngôi rồi đó, thì phân xứng vị xứng ngôi này kia là đủ hết. Đó, thành ra vì chỗ đó mà cái người chết bây giờ cầu về cực lạc, chừng đó Đức Thầy cũng kêu về hết. Trên đài cao gọi các linh hồn, Thầy khẳng định cho một cái là hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kìa hỏi ai giữ phận cho tròn sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, là Thầy tới gặp nhau nơi Phật cảnh, hoặc là ông bà ăn Tết một năm vui vầy là tại nó không cấm. Đó. Nói gì chỗ đó mà bây giờ mình rất mừng, mừng có cái là bây giờ niệm Phật là chết, không có xuống địa ngục đâu, đừng sợ. Cứ niệm Phật đi tôi. Thì kỳ này là dưới đóng cửa luôn, chứ đừng có nói. Đức Thầy mở đạo rồi thì ở dưới địa ngục chừng không có mở cửa nữa. Bởi vì đa số đi lên hết rồi, nguyện đi lên hết rồi. Có niệm Phật là có được đi lên. Dạ. Theo luôn. Hay lắm, quá hay. Có thúc được quá hay à. Vậy thì hôm nay có nhân duyên vậy đó. Thì qua sự hiểu biết của tôi thì cũng không gì hơn.
là cũng xin với Đức Thầy, nhắc lại lời của Đức Thầy để rồi bàn qua, để rồi tìm chân lý, để rồi thúc giục với nhau lo lập thân, để đến ngày hội Long Hoa này thì cái người đó ở ngoài này ta không biết. Bây giờ chỉ có cái biết Đức Thầy là ông Phật, mà ông Phật thì ông nói đâu phải có đó, bởi vì việc thiên lý ông biết hết. Như vậy thì nói riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo được Đức Thầy là một vị Phật, từ nhà nho rồi bà thi sĩ này kia rồi hay các nhà khoa học này kia người ta cũng xác nhận cho Đức Thầy là một Phật. Vậy thì ông Phật ông nói là phải có, bởi vì ông dặn tín đồ của ông ngự biết đạo phải dình ngôn ngữ nói với ai chứ có sai lời. Mà bây giờ ông là ông Phật xuống đây ông trách nhiệm, ông nói thiên lý ông biết hết rồi, ông nói là phải có, mà giờ ông nói không có sao. Cho nên vì chỗ đó nói riêng về tín đồ Phật giáo hòa hảo thì người ta công nhận Đức Thầy là ông Phật. Bởi vì Ngài nói tại sao ta không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà len lỏi xuống chốn hồng trần, trần chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồ ta quả là cái lý tam ngôn, thượng ngôn, trung ngôn, nhã ngôn cũng như cái tuồng hát. Ba màn là giảng, mà đây là cái màn chót. Ông ra ông giới thiệu cho bây giờ tới cái màn chót này nè. Đó. Vậy thì bây giờ cái người nào tin thì làm, còn không tin thôi khỏi bàn. Mấy người này ta không tin rồi thôi không bàn. Cho nên bây giờ mình biết rằng ở cái cõi này có Phật, trời và người, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, ba cõi. Mà nếu cái người này không tin thì thôi mình không có bàn được đâu. Thôi vậy thì bây giờ gì? Bây giờ nếu ai biết Đức Thầy là một vị Phật thì đặt cái niềm tin rồi làm theo ổng, rồi hưởng. Còn giờ người ta không tin thì thôi mình cũng không nói. Vậy vì cái lý tam quan theo tôi có coi á, thì hồi thời trưởng quan là nhiên đăng cổ Phật lập cái liên kỳ hội, mình không dự thì cái lúc đó độ được hai ức, vì xuống đây 8 ức, 12 ức, mà xuống nó rồi tới nhiên đăng cổ Phật lập liên kỳ hội về được 2 ức, rồi tới Phật Thích Ca lập cái liên sơn hội được 2 ức nữa, rồi bây giờ còn ở đây là 8 ức. Mà 8 ức kỳ này có ông Hoàng Chủ Cực Linh Ông xuống đây là ông đánh trách nhiệm và đem về hết. Thì kỳ này không ơn hạ xã tội. Vậy thì Đức Thầy lãnh trách nhiệm xuống đây là đem về hết. Đó là Đức Thầy đã làm chủ dạy kỳ này. Cũng như vô cực lão mẫu sai ức linh căn xuống đây lập trần, lập thân. Nhưng mà xuống đây bị Kiều Tấm Đổm đó, xuống bài ra để điếm cờ bạc hút sách này kia nhậu nhẹt rồi quên đi cái nhân nghĩa lễ trí tín. Thì nó gạt lấy cái bụi gố đó, cho nên không có gì được mà còn ngồi đây đây. Vậy thì kỳ này Đức Thầy xuống đây đó, được xả tội là kỳ này xuống Thầy dạy chỉ cách hết cho đem về trển. Mà nếu ai chịu về kỳ này thì được, còn không thì 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con đó là thành đá, thành bùn, thành đất, thành nước, là kia cây cỏ, dạng kiếp thu. Nói vậy thì bây giờ kỳ này nếu mà tin, nếu nói đạo thì phải tin Đức Thầy. Bởi vì Đức Thầy đó là cái cuốn giảng của Đức Thầy đó ha, là được đem vô cái viện bảo tàng của thế giới á, nó đem vô để trong đó, đó để rằng mà chứng minh vì lời của Đức Thầy nói là ông, người ta đã xác nhận là ông Phật, mà ông Phật ông nói đâu thì phải có đó. Nhưng mà đều có một cái ý phàm của mình á, nhiều khi mình độ không tới. Cũng như bây giờ Đức Thầy nói đố ai biết được ngày mai, đố ngày mai thôi. Ngày nay nó yên tĩnh nhưng ngày mai thảm sầu. Ông đố ngày một thôi mà mình còn không biết được. Hoặc là ông đố 2 lần 2 là mấy. Những người khoa học giờ ta cũng không biết 2 lần 2. Thầy đố 2 là 4 chứ gì. Nhưng mà không đúng. Vì cái bài tán đố là truyền sấm như bài tán đố. Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Vậy thì cái người này có cái trí mới hiểu được. Mà thầy mới kêu trong lục tỉnh này là người trí, thì cái người trí này mới biết được lời của Đức Thầy, mới tin Đức Thầy rồi mới làm theo Đức Thầy đó. Vậy thì cái người này được có cái nhân duyên với Đức Thầy, còn không có duyên nói không nghe đâu. Vô duyên có biết lời Thầy nói ra, nếu mà trước mà không có duyên với Đức Thầy đó, nói là không tin. Mà dầu có nói cách mấy cũng không tin, không nghe đó. Còn có cái duyên rồi chỉ nghe qua thôi thì nghĩa là giác ngộ tu. Vậy thì bây giờ mình mới biết, bây giờ đa số mấy triệu, mấy chục triệu tín đồ ta giờ ta công nhận Đức Thầy là ông Phật. Mà giờ các nước khác, giờ Cao Đài giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo thống nhất, ta cũng xác nhận cho Đức Thầy là ông Phật. Đó. Thì bây giờ có 4 tôn giáo chánh được vô Hội đồng Liên Hợp Quốc, đó là 4 tôn giáo chánh: Cao Đài giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo thống nhất, Hòa Hảo. Thì 4 cái tôn giáo này được tự do nhà nước công nhận.
Vậy thì bây giờ nếu mà mình nếu mà chịu nghe thì làm theo. Bây giờ ông xuống đây ông dạy mình, ông chỉ mình, ông cứu mình. Vậy thì bây giờ mình muốn cho ông cứu thì nghe lời ông. Vậy chứ không có gì hết. Còn giờ người ta nói không có thôi, giờ mình đâu có nói gì cãi được. Có đằng này có một số đồng đạo mấy lớn tuổi, một cái nghiên cứu sao không biết, cái bác hai nghiên cứu làm sao chứ mà mấy ổng nói cứ con mèo tháng này tháng nọ gì đó, rồi làm người ta hoang mang gì đó, rồi mình tu gì đó là được, không bất hay ta nói cái gì đó. Thì bây giờ cái thiên cơ là để cho chúng ta sợ ra mà tu. Cũng như giờ tôi tỉ dụ đứa nít này nó khóc quá đó, mẹ nó dỗ hoài không nín, nhưng mà mới đem ra nó mẹ không nín, ông kè ông cắn mẹ hay ông cùi ông bắt con nghe như vậy mà nó nhát cái vài lần cái nó sợ. Thì bây giờ cái thiên cơ là gì? Cái thiên cơ là để đánh thức cho mình đó. Mà Đức Thầy nói thiên cơ được lệnh nên Thầy nói, hoặc là thiên cơ Thầy biết hết. Cũng như cái ông soạn giả này đó, ông soạn ra cái tuồng hát, thì cái ông này ông biết từ đầu tuồng tới cuối tuồng sao. Ông mới lên diễn đàn sân khấu đó, ông mới giải từ đầu tới cuối sao, như Phạm Công Quốc Qua sao này, Nghi Xuân Tấn Lực gì đó. Vì thì cái hạng ơn này Đức Thầy biết hết, Thầy mới nói. Mà bây giờ nếu mà cái người mà không tin thôi mình khỏi bàn, nói không được. Bởi vì Thầy nói rõ ràng rồi, Thầy kêu hết tới nhà nho, có ai bằng ông ông nho, ông nhiều vấn đáp với Đức Thầy. Rồi nhiều nhà nho cũng vấn đáp với Đức Thầy, nhưng mà ta cũng công nhận thử thách đó. Rồi thi sĩ Việt Châu này kia, các nhà trí thức người ta học đó, ta cũng xác nhận. Thành ra bác sĩ này kia rồi gì cũng vậy, cũng công nhận. Vì những cái chuyện mà Đức Thầy làm nó màu nhiệm đó, thành ra chỗ đó mà người ta mới tin. Thì mình bây giờ cũng vậy, mình thấy lời văn của Đức Thầy nó rõ ràng mà dễ nghe, không có cái nhà học nào mà nó ra bài vở như Đức Thầy được. Mình đọc giảng của ông coi, dễ nghe mà dễ biết đó. Thành ra vì chỗ đó mà đa số bây giờ người ta tin Đức Thầy là ông Phật. Mà ông xuống đây mục đích là cái hạ ngôn hạ này hết, ông cứu xuống đây, ông cứu mình. Vậy thì bây giờ mình nếu tin thì giờ làm theo ông, là ông sống, còn không thì thôi giờ khỏi bàn đó. Cho nên bây giờ nhất là cái hạ ngôn này đó, nó diễn biến nhiều hiện tượng. Vậy Đức Thầy nói việc thiên lý một bầu điều hẳn, thiên là trời, mặt lý của trời Thầy biết hết. Được thiên cơ được lệnh nên ta nói. Vậy Thầy xuống đây Thầy nó thiên cơ cùng bỏ hết trơn cho bá tánh tường nơi lao lý. Vậy thì bây giờ mình nó có hay không thì nó mình biết. Bây giờ trả lời cũng không được, mà nói ra chừng nào sấm nổ này kia đó. Cũng như Thầy nói chừng con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nước mà người hung đó. Thì nói ông Năm Chèo, thì nếu ngoài ra người ta cũng không tin nữa. Nói giống như kể chuyện người ta không có, mình kể chuyện cho vui. Còn nói về tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chứng minh là gì, có ông Năm Chèo thật. Bị ông Đình Tây đó, ông giúp giùm cho vợ con Sinh đó. Thành ra ông Sinh đi soi giờ có con sáu bốn giò năm giò mà nó mũi đỏ đó, ông thấy ngộ quá ông mới sinh, thì ông Sinh ông mới biết. Nhưng mà sao nó xảy ra? Bởi vì Đức Thầy đem về, Đức Thầy nói con sáu này nó không, bây giờ ông giết nó đi chứ để sau này nó hại những chúng sanh nha. Thì nó cái đức của nó cũng lớn, cho nên vì chỗ đó mà làm cho ông Đình Tây không có giết. Ông thương nó mà ông để ông nuôi. Đó. Thì sau khi mà ông nuôi rồi nó lớn lên, nó xảy ra những chuyện gì nó đã có rồi. Đó. Thì bây giờ đó thì người ta còn để lại là cho trên ấy đó, mỗi lần để lại trong đình đây là một cái lao và cái lưỡi câu, cái sợi dây này kia để sau này đang mà bắt ống đó thì trị ổng, nhưng mà làm ra vậy để rằng mà trị ông Năm Chèo. Cho nên nhiều khi ổng nổi lên này kia, ổng bắt gà, bắt vịt, bắt đồ ăn đó, rồi nổi lên này kia đó thì
ta mới kêu ông Đình Tây, mà kêu ông Đình Tây tới đó thì lạ. Nhưng mà sau khi này đó thì ông Đình Tây ông có nói một câu là tại xuống đó đó, ông nói bây giờ nếu có ngươi mà chưa tới thời kỳ đó thì ngươi phải ẩn mình, còn không thì ta đem bổ bối rồi ta bắt ngươi rồi ta giết à. Đó, bây giờ ngươi phải trầm chỗ nào đó đi. Đó thì mới xấu đó mới nghe lời về ông trầm. Tới giờ đó chứ không thôi là lúc đó nó quậy lắm. Câu hỏi cái này ông hai. Ông hai nói giờ ông Đình Tây ông có bổ bối để thuộc phục ông Năm. Rồi sau này đó là ông Năm không có nổi lên là ông Đình Tây ông thu phục hả là sao ông Năm? Không, cái đó nó qua rồi, cái thời kỳ này để hâm dạ cái ổng vậy thôi. Chứ còn nước sau này đó hem. Thì khi mà sấm nổ rồi ông Năm Chèo ông nổi vậy đó. Ông nổi vậy thì nó bích cái sông Dập Nao đó luôn. Đó thì mỗi một lần mà nó lên là nó ngớp, người ta đi vô họng ông nó thì trong ấy nó là mỗi một lần ông ngậm lại cái là 500 người. Thì như vậy đó thì ta mới nói rằng mấy cái nhà khoa học ta nói bây giờ ta đem khí giới vô, ta dội bơm mà ta bắn nó. Bỏ tiễn này kia ta bắn nó chứ. Thì Đức Thầy có nói rằng nói mà khoa học á, dù có giỏi cách mấy nữa bay gần tới nó phun lửa là ha, chết hết, rớt hết trơn à. Cũng như cái con mà độc xà lông vậy đó, lại gần nó phun lửa. Đó, nó có phép mà. Thành ra về chỗ đó mà không có trị được. Cho nên chừng nào mà 18 nước này trị nó không được rồi đó xài mới ra. Thành ra bây giờ mấy ông trị không được thôi đứng bên để tôi. Đó thì mấy ông nó mới đứng đó một bên nó để coi ha. Thì Đức Thầy dùng một ngón tay một thôi chỉ một cái là cái con xấu đó nó quá ra hình liền. Nó quá ra con mà Kỳ Lân đó. Thì cái lúc đó nó thầy mới lên cởi nó. Cởi chạy trên mặt nước, chạy vòng 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 cho thế giới, bị này nói rằng con sông nước chảy vòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai, chừng đó mới biết được thầy là ai, mới phục thầy chứ, bây giờ không tin, phải không? Thì chừng tới chừng đó đó, thì biết à, còn bây giờ mình trả lời thì chắc cũng không được. Thì bây giờ thầy nó biểu tu đi rồi chừng đó biết có hay không biết. Thì bây giờ mình cũng vậy. Và nếu cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo là tin thầy, mà ông thầy ông nói thì phải có. Bây giờ ông dẫn tín đồ ông ngờ biết đạo phải dình ngôn ngữ nói ra chứ có sai lời phải không? Mà ông là ông thầy giáo mà ông là ông Phật nữa mà ông nói sai lời sao? Thành ra vì chỗ đó mà cái tâm phàm của chúng ta bàn chưa tới. Vì thường nhân là cái tính tục phàm thì mình bàn con khúc gì nè, còn Đức Thầy cái lời của Phật thì cao siêu. Cũng như bây giờ nói cái người dốt với cái người mà học đại học, hai người này nói chuyện khác nhau, người ta nói văn cao phải không, còn mình thì nói thiệt tình văn thấp. Thì nói như vậy đó, thì Đức Thầy cũng vậy. Bây giờ thì cái ngày trách nhiệm của Đức Thầy xuống đây lãnh năm xác định xuống đây cứu đời thì lập quốc, cứu đời là hạng quan này nó tẩy hết. Nó thầy xuống đây thầy cứu nước dân lửa cháy hùm tha xấu bắt thú dữ hồng lận hành Năm Chèo nổi giặt giặt giả này kia đây ha, nhiều cái trận lắm. Mà bây giờ muốn sống thì nghe lời thầy, đó là ông xuống đây ông cứu mình, mà nghe lời thì thầy chỉ thì thầy cứu. Ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Còn mà nếu nghe lời thầy chỉ đó ha, nghe theo lời chỉ thì ngày rày gặp ta. Đó. Vậy thì bây giờ muốn sống thì phải nghe lời thầy. Còn nếu người ta không có cái đạo thôi, giờ mình không bàn, khỏi bàn. Người ta không tin rồi bàn gì được nữa. Đó. Thành ra bây giờ nói về khoa học thôi. Mà bây giờ nếu mà nói 10 bữa nữa bảo, mà cái người dốt đâu có biết gì đâu. Này cũng nói 10 bữa nữa bảo, thấy trời trong ngần phải không? Nhưng mà chừng bảo tới rồi mới tin. Thì Đức Thầy cũng vậy, thầy nói bây giờ đó như vậy đó. Thì bây giờ thầy nói cái trận chặt thứ nhất á, đệ nhị thế chiến đó, thì khi thầy mà ra đời đó năm Kỷ Mão thì thầy mới khẳng định cho cái năm đó đó, mèo kêu quá tránh lao sao đến chừng rồng rắn rồi năm Thìn năm Tỵ đó, máu đào chính ghê là cũng chết nhau chiến tranh đó.
con ngựa là đá, con dê cũng khổ luôn. Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gái máu đầu mới ngưng. Thì để Nhị Thế Chiến thầy nói là nó có chứng minh rõ ràng rồi. Thì đó Nhật đảo chánh pháp rồi thì nửa năm Dậu là Nhật đầu hàng vô điều kiện. Vậy thì cái gì nó có rồi là chứng minh, còn cái chưa tới thì rồi đây nó sẽ tới. Đó là người tín đồ Phật giáo của họ, còn ngoài ra thì thôi mình không dám bàn. Ví dụ vậy nghe. Cho nên bây giờ còn cái này đó là sắp tới nữa đó, mà bây giờ mình tới thì mỗi người bàn về người khác. Nhưng mà tôi nói bây giờ đó là một cái rinh ra ngoài. Vậy thì bây giờ mình rà lại coi mình giờ tốt chưa, nếu chưa thì ráng cố gắng thực hành. Vậy vì nó cũng gấp rút lắm rồi, là nó đời cùng tu gấp, là sửa gấp, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, là thầy biểu mình làm cho mau đi, để đến dự hội này. Vậy thì bây giờ mình rà lại coi, vậy thì bây giờ nếu mà mình sửa còn chút đỉnh thì ráng cố gắng đại hồn sửa nữa. Rồi cái ý tham lam, sân nộ và mê si thì ba cái này nó trong. Thì chính vì cái đó mà mình mới bị luân hồi và khổ não. Vậy thì hôm nay được Đức Thầy chỉ mình rồi. Vậy thì mình biết rồi mình sửa đâu có khó, phải không? Cho nên vì chỗ đó mà hôm nay mình ráng cố gắng để rà lại theo cái lời của Đức Thầy chỉ đó, để rồi mình sửa cho nó gấp, cho nó rồi, nặng là thi cử. Vậy thì biết tỉnh, tu với tỉnh, biết làm nhân khó tu, và tu tỉnh đừng có tu mê. Tu mê là gì mình không có biết, còn mê danh, mê lợi, mê tình, mê này nọ đó. Thành ra nhiều chỗ đó mà chúng ta tu mê. Cho nên bây giờ tu tỉnh, mà tu tỉnh thì chúng ta rứt bỏ, hay là lau chùi, hay là đẻo. Vì thì nhiều cái phương cách mà Đức Thầy chỉ chúng ta. Nếu cái miếng kiến mà cho nó muốn trong sạch thấy hình thì chúng ta phải lau chùi. Còn mà ở cái nhà mà nó dơ bụi hay bùn ngựa này kia đó thì chúng ta phải lau phủi, chùi. Còn cái u nần đó, còn nhiều nhiễm này kia nọ đó, thì bây giờ mình phải đẻo bỏ, cũng như ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền ăn mặn này kia đó, ghiền vợ bé hay là ghiền cái này nọ gì đó. Thì bây giờ mình rà lại coi, bây giờ mình ăn chay tu rồi, nguyện với Đức Thầy rồi, nay con nguyện quy cải hối, ăn năn làm lành lánh dữ. Vậy thì bây giờ mình mới sửa lại coi mình có sửa rồi chưa. Vậy thì chưa, ráng cố gắng sửa nữa. Vậy thì Thầy nói tu với tỉnh, biết làm chẳng khó, phải biết là không có khó. Mà tu tỉnh, mà tu tỉnh thì mình buông hết tất cả. Vì mình xét thế gian này nó là giả tạm, chứ nó không có gì thật hết trơn á. Nó sống ở đây tạm mượn nó thôi. Cũng như bây giờ cái trung tâm mà mình lên mình học rồi, chừng nào mà mãn trường thì về quải ba lô về, chứ đâu có đem ba cái đồ trên về được. Cũng như vô trong trung tâm học, có nào là nuôi bò, nuôi heo, rồi trồng này, trồng kia, sắm này, sắm nọ. Vậy thì cái cõi này cũng vậy, thế trần tạm giả. Mình mượn nó làm cái phương tiện, mà hôm nay mình mai nhờ có Đức Thầy chỉ dẫn cho mình rồi. Nó là giả tạm. Thôi bây giờ mình đừng có mê nhiễm nó. Để mình hướng về đạo Pháp, phụng sự đạo Pháp, rồi sau này mình hưởng cái kia nó quý hơn. Nếu mà về cực lạc thì sớm về cõi Phật, thì chúng ta về cực lạc thì cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Hoặc là giờ đời thượng quân cũng vậy, là đời thượng quân là đời tiên tại thế. Vì qua cảnh đó rồi mình sống như tiên, khỏe như tiên, thì đẹp như tiên. Vậy thì hôm nay cũng có cơ hội, tôi cũng khuyên quý ông bà cô bác, anh chị em, rồi xa gần, thì chúng ta cũng nên giác ngộ vì kỳ này được Đức Thầy là Phật. Ông Phật cũng chỉ dạy cho mình, ông dạy khôn. Mà giờ mình không học thì nó rất uổng. Cũng như Đức Di Đà mở cái khóa học kỳ này, Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy. Mà dạy là dạy giáo lý của Phật Thích Ca. Vậy thì kỳ này chúng ta không còn trần chờ gì nữa mà không tu. Vì kỳ này kỳ xả tội. Rồi kỳ này chúng ta tu đơn sơ như vậy mà sau này hưởng cái cuộc đời rất là quý báu. Vậy thì bây giờ tại sao mình không thức tỉnh lo tu hành thì cái điều rất uổng. Cho nên tôi cũng mong rằng tất cả quý ông bà cô bác á, đây còn lúc mà chúng ta lập thân được, ráng cố gắng hướng về đạo Pháp, do ăn chay cúng lại niệm Phật, thì có ba cái điều kiện nó được sống qua đời. Vậy thì nói chung có một cái là lập rồi có hồi Long Hoa đặng có hiền đức được là bao nhiêu. Còn nếu mà gian tà thì hồn sát cũng tiêu. Vậy thì bây giờ mình mới ra lại coi mình có hiền chưa, có đức chưa, đức gì, đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả đó. Thì bốn đức của Phật đó thì mình cũng tập làm Phật Nhi cũng phải có bốn đức đó. Nhưng mà nó không nhiều thì cũng phải nhỏ, phải không?
Vì thế mà mong rằng tất cả quý ông bà cô bác nên hướng về bụng tự đạo pháp, để rồi sau này qua cái đời thụng ơn hưởng để bỏ. Rồi mới thấy coi cái này nó như thế nào rồi mình mới làm theo, hay là ông thọ này ông chỉ cách làm sao. Nhìn Phật giáo, Phật là đứng toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ. Giáo là gì ông dạy? Mà ông dạy gì? Ông dạy mình tu để mình sống chứ không có hành trời. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý là một cái lẽ thật, từ cái đạo của nó bí yếu á, là giải thoát chứ không có hành trần á. Cũng như bây giờ Sĩ Đạt Ta hồi trước Ngài đi bốn cửa thành á, Ngài thấy sanh, già, bệnh, chết, khổ. Ông nói cha ta làm vua rồi già cũng bệnh cũng chết, rồi ta lên ta làm vua cũng già bệnh chết, rồi con ta cũng vậy. Vì thế mà chúng sanh khổ, cho nên Ngài tìm chân lý giải thoát. Vậy thì hôm nay mình được Đức Thầy là một vị Phật chỉ mình con đường giải thoát chứ không có nào. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý. Vì cái lý kỳ này đó kỳ xả tội. Kỳ này là tu là rất là đơn sơ tại nhà, không có xuất gia. Vậy thì bây giờ tu cái phương pháp tịnh độ là đối nghiệp giảng sanh. Bây giờ nguyện đây niệm Phật đây, nhưng mà chừng chết đó, linh hồn về cực lạc nhập liên hoa quá thân. Rồi chừng đó nở ra rồi mình học lên thinh văn duyên giác Bồ Tát thành Phật. Vì thế mà nhìn cái lý. Cái lý kỳ này xả tội, kỳ này dễ tu. Kỳ này mình mai gặp Đức Phật Cây Đà mở ra cái khóa này, ông làm giám đốc. Đức Thầy lãnh trách nhiệm dạy, mà dạy giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Vì giáo lý của Phật Thích Ca hồi trước truyền xuống tới với lục tổ Huệ Năng là không có truyền nữa. Giữa lục tổ Huệ Năng và sư Thần Tú tranh với nhau, ra pháp môn bế mạc. Thánh đạo Trăng Du là cái đạo thánh, đạo làm người cũng bế luôn. Rồi hôm nay Thầy mới được lệnh, cho nên Thầy xuống đây Thầy mở cửa, đạo mở cửa bài Câu Minh Mục. Vì giờ trước đóng cửa, bây giờ Đức Thầy xuống đây Thầy mở cửa dạy. Mà dạy bây giờ đó, thì Thầy nói rằng toàn thể trong đạo của ta hạng tại gia, học Phật nhưng mà tu nhân, chứ không có xuất gia. Cái đạo Phật hồi xưa đó là xuất gia, tu phải hai hạng, hạng xuất gia và hạng tại gia. Còn bây giờ khi Đức Thầy mở ra rồi đó, Thầy nói toàn thể trong đạo của ta hạng tại gia, học Phật tu nhân. Vậy thì tu nhân đạo, nhưng mà cái đạo nhân của Đức Thầy đó mà hoàn bị xong là đi đến giải thoát luôn. Vậy thì tám điều răn cấm của Đức Thầy đó, mà nếu mà ai mà giữ được tám điều răn cấm đó thì cũng đã chứng đắc nữa. Rồi nếu không thì bây giờ hành theo bát tứ diệu đế cũng đắc luôn. Mà bây giờ hành pháp môn cúng lại không cũng đắc luôn. Mà giờ niệm Phật không cũng đắc luôn. Vì niệm Phật để trừ cái vọng niệm, mà bây giờ niệm niệm Phật lìa tất cả niệm chúng sanh, thì cái tâm bình tĩnh, mà tâm bình tĩnh thì phát huệ. Mà phát huệ là kiến tánh là thành Phật. Vậy thì nói cho nhiều, nhưng mà tùy căn cơ chúng sanh ngộ. Còn nói về bây giờ Đức Thầy chỉ bây giờ mình là một pháp một cũng đắc được. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em muốn coi cho nó mở mang, chứ bây giờ mình ngộ cái pháp nào mình tu một pháp một mà cho chắc chắn. Nhưng cần nhất là cái người tu phải là giới lực. Giới lực là cái, nó là một cái hàng rào để ngăn cản chúng ta biết đúng, biết sai, biết phải, biết quế, biết chánh, biết tà. Vì thế mà cái người tu là Phật cần phải giới lực. Mà bây giờ vô trường học cũng phải có nội quy, hay là vô công ty xí nghiệp cũng có nội quy, mà vô làm việc cho nhà nước thì cũng phải có cái giới lực của nhà nước, cái sắc lực nhà nước. Tham nhũng hối lộ là mất chức, là ở tù. Thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy cũng vậy, cần nhất là phải giữ giới lực. Mà giới lực của Đức Thầy là nó dễ, có cái là tám điều răn cấm. Mặc dầu nói dễ vậy chứ mà xét ra mà bàn coi là cả ngàn giới đâu, chứ không phải là nói tám điều ra gì đủ đâu. Bàn ra vì đạo lý tầm sâu, sâu nhưng mà chẳng cạn. Đó, còn cái trí của mình là trí phàm, thường nhân tánh tục phàm, thì mình bàn theo cái ý phàm của mình đó, thì nó cạn. Còn nói về cái đạo của Đức Thầy đó là đi đến cái chỗ vô vi mới là hết bàn, hết nói, nó mới chứng đắc cái chỗ đó. Vì đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hết tìm kiếm cái không mới có. Hoặc là Thầy nói nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Vậy thì không có chấp một bên, thấy không? Mà lấy chứng giữa, mà lấy chứng giữa, cái người này có cái trí mới lấy được. Cũng như tâm truyền tâm, khi mà Maha Ca Diếp cầm cái bông sen, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cầm bông sen đưa lên đó, thì chỉ có Maha Ca Diếp biết thôi. Vì thế mà tâm truyền tâm không có dùng văn tự. Mà vậy mà Đức Maha Ca Diếp được ông nói mà lục tổ không đúng, phải nói là Phật Thích Ca cầm bông sen. Phật Thích Ca thì muốn nói giờ giữa lục tổ và năng và sư Thần Tú tranh với nhau đó,
Thành ra thì chỗ đó mà chỉ có Maha Ca Diếp không biết được, cho nên Đức Phật mới truyền cho Maha Ca Diếp làm tổ thứ nhất. Ở đó truyền xuống tới lục tổ Huệ Năng thì còn tu đắc. Nhưng mà tới lục tổ Huệ Năng với sư Trần Tú tranh bát với nhau, mà thành ra chỗ đó chém giết với nhau. Vì thế mà không có truyền nữa. Vì đạo Phật mà chém giết nhau là mất từ bi. Thành ra cái căn cơ chúng sanh tới đó thành ra bế mạc không truyền. Thì cho đến ngày hôm nay thì được Đức Thầy là lãnh năm sắc lệnh xuống đây, Thầy mở cửa, đạo mở cửa bài câu minh mục. Là Thầy nói lại cái lời của Đức Phật Thích Ca, rồi rút trong các lực các kinh đó, lấy cái nước cốt và dạy cho mình. Đó, vậy thì bây giờ nó rất là dễ tu, mà dễ hành. Bởi vì tu với tỉnh là biết không có khó. Bây giờ mình coi giáo lý của Đức Thầy đi, Thầy dạy hết, dạy cặn kẽ, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Rồi Thầy dạy thật là cặn kẽ, bao nhiêu tình tâm não góp tôm, dặn dò kỹ lưỡng. Đó, Thầy dạy không có thiếu gì trơn. Thành ra bây giờ đó, nếu mà tu mà coi trong giáo lý của Đức Thầy đó, nó gọn gàng lắm, mà dễ tu, dễ hành nữa. Vậy thì hôm nay cũng có nhân duyên, thì tôi cũng già thì nó cũng hay lẩm cẩm, nhớ quên. Thì biết ở đâu nói đó, mà không gì hơn là ngoài giáo lý của Đức Thầy, để rồi nhắc nhở nhau, vì Đức Thầy nói hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành đó, hay là đưa ra để bàn với luận đặng coi chân lý. Vậy thì chân lý là một cái lẽ thật, mà cái lẽ thật của đạo là không gì hơn là cái giải thoát. Thì đạo Phật bí yếu nó là giải thoát chứ không có trơn á. Vậy thì mình mê nhiễm cái quả trần này, mà bây giờ muốn thoát ra khỏi thì bây giờ mình phủi dứt bỏ. À, muốn về Phật thì bây giờ mình phải rứt bỏ hết, nó nhẹ mình mới được về. Ước trăm mọi nhẹ mình, chứ mình mang lòng thòng này thì không có về được. Vì thế hôm nay được Đức Thầy chỉ dẫn cho mình nó rất là gọn gàng như vậy, thì bây giờ có một cái giờ mình biết nó là giả tạm thôi, mê nó làm chi nữa. Đó, giờ vật lộn cho lắm rồi thì chấm mắt cũng nắm hai tay. Thành ra bây giờ mình thôi, bây giờ mình giờ miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng đẳng có tu thân, rồi nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần đại thế. Vì cái hạng hôn này cũng như phong thần hồi trước vậy đó, hiển giáo và triệt giáo, mà nếu ai được làm đúng á, thì nữa ghi vô bản phong thần. Còn cái này, kỳ này cũng vậy, Đức Thầy nói diệt tà lập chánh. Thì bây giờ nếu mà mình làm theo chánh đạo á, thì nữa được sống qua đời thượng ơn Thầy ban thưởng cho mình hưởng. Đó, cho nên giờ có một cái là mình ráng cố gắng làm chánh là đúng chứ không gì. Vậy thì hôm nay thì tôi cũng xin có đôi lời để mà nhắc nhở nhau. Vậy thì quý ông bà, cô bác, anh chị em nào mà có cái nhân duyên mà nghe được lời tôi nói của Đức Thầy nhắc lại đây á, thì cũng nên giác ngộ, để rồi lo lập thân cho chúng ta qua cái cảnh khổ này, để rồi đời thượng nguyên chúng ta có mặt để thầy, sống. Thầy có để cái câu này đúng không? Thầy nói là chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo anh bạn lo dành bấm ông, chứ không phải để cho xong là như thế nào đúng không? Thì cái đó cái thầy cũng thí dụ cái tuần đời này cũng như thế, cái chuông mà treo chỉ mạnh nó nặng, cái chuông nó nặng mà cái sợi chỉ nó nhỏ, thế nào phải đứt đó. Vậy thì thầy cũng có nhiều cái mà thầy mới thí dụ ra, cũng như nói nếu mà nói chỉ chuông thì nó nặng, mà sợi chỉ nó nhỏ, mà bây giờ treo cái sợi chỉ mà treo cái chuông là nhất định phải đứt thôi đó. Thầy nói thầy đó rồi thầy nói là tuần đời như cái pháo châm ngòi. Cây pháo thì nó khi mà châm ngòi nó nổ một cái là banh hết ra phải không? Rồi nó hại đến người nữa. Vậy thì đó là cũng cái tỷ dụ. Rồi thầy cũng tỷ dụ nó bây giờ cờ đã thắt rồi còn chờ nước chiếu là bí rồi đó. Mà ăn con chốt làm chi? Cũng như cái tuần đời này như quánh bàn cờ vậy tướng này đó. Thì bây giờ nó đã sắp sửa người ta chiếu mình bí rồi nè. Mà giờ còn ủi ủi ăn con chốt làm chi? Thì thầy muốn nói rằng bây giờ cái đời nó đã hết rồi, bây giờ còn danh lợi làm chi nữa. Đó, bây giờ mình tôm góp nó vô rồi thì mình cũng nắm hai tay à, cũng bỏ à. Bởi vì từ đây mà lên tới trên Long Xuyên ở đâu, đâu có chỗ nào mà bán đạo đâu. Bây giờ thầy nói là bây giờ đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn cũng khó mua. Đó, biển sông lặn lội hơn thua tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Vậy thì bây giờ giàu làm có tiền cách mấy nữa cũng không mua được sự sống. Thì chỉ có một cái bây giờ mình lo cái đạo là sống đó. Bởi vì đạo Phật dù nhiều thâm thâm, giàu mà tận thế cái đời nó tới đây nó cùng, nhưng mà đạo ngàn năm vẫn còn. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn còn là phải đăng ký qua cái đạo. Vì xuống đây thầy mở cái đạo để mà cứu đời.
Nó vậy thì bây giờ mình là cái đời nó cùng, mà ông xuống đây ông mở cái đường đạo đặng cho mình qua bên cái đạo này đặng còn. Nó vậy thì bây giờ muốn còn là phải bước qua bên đường đạo. Còn ở bên đây cũng như cái hang chuột mà tới hang cùng là chết. Nhưng mà mai có cái ông này ông biết cách, ông móc cái ngách cho mình nó chạy. Bây giờ mình không chạy ở bên đây là đời cùng thì mình cùng luôn. Nó vì thế mà thầy mới chỉ dụ cho cái tuần đời này nó cũng vậy đó. Nó mỏng manh như vậy đó. Hoặc là thầy nói rằng cái lúa, cái lá cây mà nó vàng đó nó sắp rụng. Mà lá nó vàng nó rụng người ơi. Ngàn năm mới có một thời vậy này, đây là cái thời kỳ hạn hán này xả tổ còn có lúc à. Đó. Rồi thứ hai nữa, rồi thứ ba nữa là thầy nó chinh chinh bóng xế về tay. Thì đức thầy cũng như giờ thầy ra đời nó thì cái rừng hồng mặt trời mới mọc. Mà giờ nó trưa, trưa đứng bóng rồi đó thì tới chiều. Mà hãy chiều ngã xế là mặt trời lặn phải không? Lặn là tối tăm. Vậy thì cái hạ ngôn này nó cũng vậy đó. Thượng ngôn, trung ngôn, nhà ngôn đây nữa nó hết. Vậy thì bây giờ còn chút nữa là tối rồi đó. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn sống thì chúng ta phải bước qua cái đạo. Đó là cái đạo là nó được sáng suốt con người của mình và cái đạo nó cứu mình. Vậy thì tôi cũng mong quý ông bà cô bác anh chị em đó nên thức tỉnh, chứ cái tuần đời này không bao lâu đâu. Đó là nói cái đời của Hạ Ngôn. Còn nếu nói cái đời của mình á thì mình sống đây chứ chưa biết chút nữa mình ra sao. Phải không? Cuộc sống trao dồi mượn có tắt hơi rồi cái không khí lãng này mượn hít vô, thở ra mà nếu nó ra mà không trở lại là rồi, đó là cái đời của mình nó sắp vậy đó. Tử thần kia ôm hót bên mình đó. Mình bây giờ nó có một cái là tử thần nó đang rượt rình mình nè. Cũng như bây giờ mình đang coi cái mà thế giới động vật đó, thì con cọp nó rình, nó ăn ba con nai, con thỏ này kia. Thì về mình thấy mình lắc đầu cái hè phải không? Mà trịch cái là bị nó bắt nó vô ăn thịt. Thì mình ở đây cũng vậy. Thầy nói tử thần nó sau lưng mình, thần chết kia ôm hót bên mình. Đó. Mà bây giờ nếu mà Đức Thầy nói rằng cõi âm thần binh sá dịch trôn chờ mãn phước. Hết phước ra tay bẻ họng mà mình có biết mình hết phước hay là còn phước. Thì sống ngồi đây chứ chút nữa không biết mình ra sao. Mà bây giờ mình thấy con ngã ra chết không biết bao nhiêu phải không? Tai biến đột ngụy này kia đó. Rồi tai nạn chạy ào ào té ra bể đầu bể cổ chết. Nó vậy thì cái cuộc đời con người mình sống cũng vậy đó. Cũng như là chỉ mảnh treo chuông. Hoặc là lá úa vàng nó rụng hay là cờ đã chiếu bí rồi đó. Đó, mà giờ mình ở đây mà lo danh lợi chi nữa. Thì giờ mong rằng cô bác anh chị em giờ mình cũng có cơm ăn áo mặc, còn gần vợ gần con gần cha mẹ anh em, còn đi tới đi lui được. Thì bây giờ mình ráng cố gắng nghe lời thầy đi, vì Đức Thầy là ông Phật ông dạy khôn. Ông xuống đây là mục đích ông cứu mình. Đó, rồi ông chỉ cho mình cái cách sống. Mà bây giờ mình không nghe lời ông thầy rất nó uổng gì đó. Mình sắp chết mà giờ ông này ông chỉ cái cách cho mình sống, tại sao mình không nghe lời ông để mình sống. Mà sống qua cái đời thượng quan là cái đời tiên tại thế, khỏi mần cũng ăn, khỏi lo có mặt, không đau, không bệnh. Vì thế mà hôm nay tại sao mình nói mình khôn, mình ngoan, mình giỏi mà mình không được sống. Còn người ta sống được mà mình giờ mình chết. Thành ra cái điều đó mình khôn, cái dục của mình là không dạy. Cho nên bây giờ nghe lời Đức Thầy đi, Thầy nó dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu. Dạy khôn là ông biết hết, rồi ông chỉ cho mình rành rẽ. Đó. Vậy thì bây giờ mình không nghe lời ổng thì cái điều rất cơ hội gần vàng mà. Đó, vậy thì hôm nay rồi có cái dịp gì tôi cũng nguyện trên Đức Phật, Đức Thầy, Đại Thế Chí, Quan Thế Âm Bồ Tát.